Chào mừng quý vị các bạn đến các video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2022. Thì hiện nay cái nhu cầu sử dụng cái máy vặt lông gà lông vịt của bà con đang rất là nhiều. Nhiều bà con đang có nhu cầu tìm hiểu cái máy vặt lông gà lông vịt để chúng ta mua về để phục vụ cái rằm tháng 11 này, hoặc là chuẩn bị Tết Nguyên Đán. Đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị trước. Thì hôm nay Điện Máy Cường Linh sẽ giới thiệu đến quý vị và bà con hai cái mẫu máy vặt lông gà lông vịt đang được phổ biến nhất hiện nay trên thị trường. Đấy là máy vặt lông gà lông vịt đường kính 55 hoặc là đường kính 60. Thì máy vặt lông gà lông vịt thì nó sẽ có các kích thước như là 50 này, 55, 60. Rồi lớn hơn thì nó sẽ có 80, 1m. 1m thì hoặc 80 thì nó thường để vặt lông dê, lông chó nhiều hơn. Cho nên là vặt lông gà lông vịt thì chúng ta sẽ quan tâm đến các mẫu như là 50, 55 và 60. Nhưng mà với cái mẫu 50 thì nó sẽ kích thước nó hơi bé, cái đảo gà nó hơi khó nên bên chúng tôi đã bỏ cái mẫu 50, hiện nay chỉ còn mẫu 55 hoặc 60 này thôi. Đấy thì bên trái quý vị đây là cái máy đường kính 55 này, còn bên phải là đường kính 60. Thì cách phân biệt nó rất là dễ thôi, chúng ta sẽ đo cái lồng này. Đấy, cái lồng này đường kính 55 phân thì nó là máy 55. Đấy, còn máy bên này 60 thì nó sẽ có cái đường kính lồng này là 60 phân. Đấy, nó rất là dễ phân biệt như thế. Thì về cấu tạo của máy thì cả máy 55 và 60 thì hoàn toàn đều giống nhau, đều chân máy hoàn toàn bằng inox và cái lồng máy thì cũng hoàn toàn bằng inox như này. Đấy, đường kính 55 thì chân máy thì nó sẽ có dưới chân thì nó sẽ có các cái cao su ở đây. Thì cái này là để đảm bảo cho cái chân inox chúng ta không bị cà vào cái nền gạch này, cũng như là giúp máy nó êm hơn trong quá trình hoạt động. Xung quanh máy thì cũng được bọc hoàn toàn bằng các tấm inox như này. Đấy, và tấm bảo vệ để hạn chế nước nó bắn vào motor. Thì nó sẽ có các tấm inox ở đây. Đấy, ở đây là cái cửa xả lông của máy. Cái cửa xả lông của máy thì nó sẽ có được kích thước là chiều rộng là 40. Thì cái này thì trường hợp chúng ta dùng những con gà trống to, cái đuôi lông đuôi nó dài thì chúng ta cũng không bị lo cái lông nó mắc ở cái cửa này. Đấy, trước cửa ra thì nó sẽ có dài hơn khoảng 3 phân như này. Đấy, nó sẽ dài hơn cái mặt bằng này khoảng 3 phân, giúp cái nước, cái lông nó thoát thẳng ra bên ngoài mà nó không bị chạy lênh láng xung quanh cái chỗ làm của chúng ta. Đấy, bên trên máy thì quan trọng nhất là cái lồng này. Đấy, bên cái lồng thì nó sẽ có một cái mâm chuyển động như này. Đấy, một cái mâm quay và xung quanh thành này thì nó sẽ đứng yên. Cái núm cao su thì chúng tôi sử dụng cái núm bằng cao su mềm dẻo này, vân dày, và cái đầu của nó sẽ là đầu nhọn như này, không phải là đầu bằng. Thì ở giữa mâm, cái mâm của nó thì nó sẽ có 4 hàng núm như này, 1, 2, 3, 4, sắp xếp rất là khoa học bằng dày ở các phần viền xung quanh. Đấy, và ở giữa thì nó sẽ thưa hơn, vì trong lúc con gà con vịt chúng ta quay thì nó sẽ có xu hướng nó tập trung ở cái bên ngoài này nhiều. Đấy, cho nên chúng tôi sẽ thiết kế cái thành bên ngoài này cao su nó sẽ dày hơn. Đấy, còn bên trên cái thành lồng thì nó cũng thiết kế được 4 hàng núm, bao gồm một cái hàng núm ngắn bên dưới này, hàng núm ngắn bên dưới, và ba cái hàng núm dài bên trên. Thì cái hàng núm ngắn bên dưới này thì để hạn chế cái chân gà chân vịt nó lọt vào cái rãnh này. Đấy, hạn chế cái chân gà chân vịt nó lọt vào cái rãnh này. Thì nếu mà chân gà chân vịt lọt vào đấy thì nó sẽ hay bị gãy hoặc là bị trầy. Đấy, cho nên với việc sử dụng cái núm ngắn như thế thì giúp chúng ta hạn chế thấp nhất được là cái trường hợp là gãy gà, gãy vịt, gãy cái chân. Đấy, còn cao su rất là mềm ở đây. Đấy, thì giúp chúng ta gà thì nó sẽ không bị rách ra trong quá trình chúng ta sử dụng. Cái mâm của máy thì nó sẽ có 5 con ốc ở đây, một con ốc bắt vào cái trục thép của máy này, và có 4 con ốc bắt vào cái ở dưới thì nó sẽ có một cái mâm bằng gang. Đấy, thì nó sẽ có 4 con ốc 4 bên bắt vào. Đấy, lồng máy các thứ thì cũng hoàn toàn inox như này. Đây là cái chỗ cửa xả của máy này. Đây, chỗ này là cái cửa xả của máy đằng trong này. Đằng trong thì nó sẽ có một cái mâm đấy, một cái mâm bằng gang rất là dày ở đây. Đấy, và 4 con ốc nó bắt xuống ở đây. Ngày xưa thì ở dưới cái mâm này nó được thiết kế bằng cái một tấm thép, nhưng mà bằng thép thì thường lâu ngày nước vào thì nó sẽ bị dỉ xét, nên chúng tôi sẽ thiết kế bằng gang như này. Đấy, thì cái này thì làm cho bà con rất là lâu dài mà không bị dỉ xét này. Và ở giữa trục này thì nó sẽ có thiết kế thêm một cái ống inox dài lên khoảng 10 phân ở đây, để hạn chế cái nước nó chảy vào cái vòng bi chúng ta. Đấy, hạn chế cái nước chảy vào vòng bi. Phía bên dưới này là đây là hệ thống vòng bi truyền động của máy ở đây. Thì máy sử dụng truyền động bằng hai dây cu loa như này, hai dây cu loa bản A. Đấy, bản A50 ở đây, một cái bu ly to bằng gang.
để kết nối truyền động giữa motor và cái buly. Đấy, sử dụng dây cu loa hai bản A. Motor thì được đặt gọn gàng ở đây. Motor thì chúng tôi sử dụng motor dây đồng của Toàn Phát, sử dụng điện một pha 220V. Đấy, trường hợp motor này bà con sử dụng trong vòng 1 năm mà cháy hỏng thì sẽ được đổi mới hoàn toàn cái motor này trong vòng 1 năm. Cái khung máy thì cũng hoàn toàn bằng inox ở đây. Đấy, và sử dụng hai cái vòng bi P206 khá là to ở đây. Hai vòng bi này thì nó sẽ có các cái núm bơm mỡ ở đây. Thì bà con về chúng ta sử dụng lâu, thời gian được lâu dài thì chúng ta sẽ sử dụng cái mỡ bò chúng ta sẽ bơm vào đây để đảm bảo vòng bi hoạt động nó trơn tru ổn định hơn trong thời gian lâu dài. Đây, bên dưới khung máy này hoàn toàn bằng inox. Đấy. Còn đây là cái máy đường kính 60, thì với cái máy 60 thì cũng giống hoàn toàn đường kính 55. Đấy, thì nó khác nhau mỗi chỗ là cái kích thước lồng của nó sẽ rộng hơn. Đấy, đây là đường kính 60. Đấy, 60 ở đây. Đấy, bên dưới đây. Bên dưới 60 cũng hoàn toàn giống nhau. Đấy. Sử dụng hai vòng bi và một cái buly đôi rất là to ở đây. Khung máy thì hoàn toàn bằng là inox. Rất là chắc chắn. Thì với việc sử dụng inox trong những cái vùng như này thì đảm bảo cho bà con không bị rỉ sét trong quá trình sử dụng, nên giúp bà con cái máy thì nó sẽ được sử dụng được lâu hơn. Ở bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có một con ốc tăng giảm dây cu loa. Đấy, nhiều bà con mua máy về rồi thì chúng ta chưa biết cái cách dùng. Thì hôm nay tiện thể đã chúng tôi hướng dẫn luôn. Thì với cái tăng giảm dây cu loa này nó sẽ có hai con ốc này, hai con ốc 17, một con ốc 17 bên trong đây và một con ốc 17 bên ngoài. Đấy, thì trường hợp bà con muốn tăng cái dây cu loa thì bà con sẽ phải mở lỏng cái con ốc này vào. Đấy, phải vặn con ốc này vào bên trong này để cho nó có khoảng hở để nó kéo motor ra. Rồi sau đó chúng ta mới vặn con ốc này. Đấy, còn trường hợp nhiều bà con cứ vặn thẳng mũi một con ốc này thì nó sẽ không được vì nó sẽ mắc một con ốc ở đây nữa. Đấy, cho nên chúng ta phải nghiêng lên, chúng ta mở hẳn con ốc 17 này ra. Đấy, rồi chúng ta mới vặn con ốc ngoài. Sau khi căn chỉnh con ốc ngoài chuẩn chỉ phù hợp rồi thì chúng ta mới siết lại cái con ốc này để đảm bảo cái độ căng của dây cu loa, đảm bảo cái máy nó sẽ hoạt động ổn định hơn. Đây, bà con có thể thấy độ hoàn thiện của máy này. Thì bên trên này thì nó sẽ được thành hàn, được thành lồng, được gò hàn rất là kỹ ở đây. Đấy, không có một vết xước, giúp chúng ta không bị xây xước quần áo, xây xước tay khi chúng ta sử dụng. Bên trên lồng máy thì nó sẽ có thêm một cái ống nước, ống xả nước 21 như này. Thì bà con chỉ cần cắm ống nước vào đây là nước nó sẽ tự động nó xả ra ở xung quanh này. Đấy, nó sẽ có các lỗ nó xả ra xung quanh này thì nó sẽ tự động nó xả cái lồng của chúng ta trôi xuống. Trường hợp là chúng ta không có vòi nước sẵn ở chỗ làm thì chúng ta có thể là dùng gáo nước, chúng ta gáo nước lạnh chúng ta dội trực tiếp được. Thì với cái công suất thì motor, công suất của cái máy đường kính 55 này thì bà con có thể làm được 3 con gà hoặc 2 con vịt một mẻ. Đấy, còn cái đường kính 60 này thì bà con có thể làm được 5 con gà hoặc 3 con vịt. Đấy, trường hợp bà con làm ở chợ, làm đám cưới, đám dỗ thì rất là phù hợp. Thì sau đây chúng tôi sẽ tiến hành cắm điện thử cho quý bạn cùng xem cái cách hoạt động của máy. Thì máy sử dụng điện một pha 220V thôi. Thì lúc chúng ta mua chúng ta sẽ có phích cắm dây điện sẵn như này. Đấy. Đây là cái máy hoạt động của chúng ta. Đấy, máy nó sẽ quay như này. Do ánh đèn thì nó sẽ hơi lóa một tí. Đấy, nó sẽ quay ở đây. Thì quý bạn có nhu cầu mua máy vặt lông gà lông vịt thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh, địa chỉ số 36 đường Cổ Điển, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình. Quý bạn có thể liên hệ được tư vấn cũng là bảo giá tốt nhất về sản phẩm. Đây, quý bạn có thể nhìn đằng sau đây là những cái máy vặt lông gà lông vịt chúng tôi đã làm sẵn mà chưa có lắp núm ở đây. Đấy, số lượng rất là nhiều. Đấy, thì nó hoàn toàn rất là chắc chắn. Đấy, cảm ơn quý bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý bạn các bạn.